Các bạn đừng dâng lễ tiền lẻ như ban thờ của bạn gia chủ này nhé. Nhìn ban thờ rất ảm đạm và thiếu đi sự tôn kính đối với bậc thần tài thổ địa. Chúng ta thờ thần tài thổ địa là nương theo phúc khí của các ngài để cầu các cơ duyên về tài lộc đến, nên việc chúng ta đặt tiền lên, đặc biệt những tờ tiền lẻ thay cho lễ dâng lên ban không có ý nghĩa, thậm chí phản tác dụng, vì các ngài là người ban lộc, mà tiền dương thì chỉ có ý nghĩa đối với người dương mình thôi. Đối với hàng thần trở lên như các ngài thì họ sẽ chứng tâm thành, chứng đức hạnh của người gia chủ đó trong cuộc sống hàng ngày. Nên các gia chủ lưu ý không nên để đĩa lễ trống, nếu có thể thì duy trì đĩa lễ bánh hoặc kẹo trên bàn thờ. Hàng ngày dâng nước sạch, dâng nén nhang thơm và xông tháp văn xương để tịnh hóa trường khí xung quanh ban thờ. Ngày rằm mùng 1, ngày vía thần tài thì các gia chủ có thể dâng thêm đồ chay, hoa quả thì càng tốt. Mình vẫn trợ duyên xem khám ban thờ thần tài thổ địa miễn phí cho các quý gia chủ đang thờ cúng mà chưa linh ứng hoặc đang thờ cúng, bố cục sắp xếp sai, tự duyên kết nối với mình, hoan hỷ ạ. À.